11 tháng 3 chế tạo máy phát cỏ Việt Nam vừa về một số hàng view cho bà con xem ạ. Thì về được hai con kìa, một hai con phát trước Baroness, đường dao của nó đây là 1,5 m đấy ạ. Hai dàn. Rồi về thêm được hai dàn phát đĩa nữa. Phát đĩa con này là phát đĩa 1,3 m, 1,35 m, rồi 1,4 m cũng được. Thì hai con này là gắn máy cày. Thì dòng này thì nó có lệch tâm ạ, đây này. Nó có lệch tâm là khi mình mở cái chốt này ra nhá, mình mở chốt bên kia kìa, là mình đưa qua chốt bên này là nó lệch tâm khoảng được lệch tâm khoảng được 2 tấc. Đó là phát bằng đĩa, hai đĩa. Con này là phù hợp cho bà con nào mà phát máy cày tầm 1,200, 1,300, 1,400 trở lên được hết, máy nhỏ mà. Nhưng mà thích giữa tâm thì để như này, thích lệch tâm qua thì phát lệch tâm. Đặc biệt con này thì nó có một cái hộp số này là hộp số đảo chiều luôn, đảo số đảo chiều của cái nhông này ra. Nhưng mà con này thì nó có một cái nắp chụp sẵn ở đây ạ. Ví dụ như bà con nào muốn nối thêm dài thêm ra một cái cục nữa thì vẫn ok này, làm 3 dao vẫn là ok nha, tại vì con này nó có đảo chiều. Rồi dàn này cũng thế thôi, dàn này cũng có lệch tâm, kéo qua kia là lệch tâm. Thì con này thì nó không có đảo chiều, nó có một chiều thôi. Đó, hai dàn giống y chang nhau, hàng bãi Nhật ạ. Hàng bãi Nhật thì nó chỉ có vậy thôi, nó có cây tăng đơ nữa mà em chưa lắp ráp hoàn thiện, hàng mới về mà. Tiếp theo là con phát cỏ chụp băm. Con này thì đường dao 7 tấc rồi, con này thì bán cũng khá là nhiều, của Baroness ạ. Máy thì hơi cổ, bà con hay là anh em nào mà ưng mua về dọn thì em bán luôn, sang tay giá cực rẻ. Thì anh em dọn thì biết rồi, thì có công dọn à. Còn khi máy em lên dọn thì là giá nó khác nhá, mà còn giá em sang tay như này con luôn. Con này thì hình thức thì là máy cổ, vẫn còn chắc em không biết là chết hay sống, chưa có thử. Nhưng mà con này là bị thiếu một cái tay bóp hướng, thì anh em nào về thì phải chế thêm. Còn dao thì đầy đủ, không thiếu một con nào hết. Dao thì ok này, đó, lưỡi dao thì còn rất là đẹp luôn. Đều, nó chỉ hơi mòn thôi nhưng mà nó còn nguyên bản, không có gãy, không có thiếu một con nào hết. Rồi tiếp theo là con Masao. Mà sao này thì loại máy này thì được đang ưa chuộng nhất thế giới luôn, người châu Âu á. Con này là rất là to, người ta ưa chuộng nhất thế giới, bất cứ nước nào cũng đều thích dòng Masao này ạ. Vì cái của nó là rất hiện đại, cực kỳ hiện đại luôn, không thiếu một chức năng gì. Nhưng mà con này đường dao 1 m thì khi nào em dọn xong em sẽ review trực tiếp. Con này nó xài bằng láp ạ, từ đằng sau truyền lên là bằng láp, không phải bằng dây phun loa, cho nên là cái độ đánh của nó cỏ cao qua đầu hay gì đó cũng ok hết. Nhưng khi vận chuyển thì bị bể mất một miếng rồi này. Rồi thôi, cái đó thì làm sau, khi mà hoàn thiện thì mới làm được. Máy 22 HP, Masao. Con này là thuộc dòng đỉnh nhất trong các cái loại mà phát cỏ đấy. Nhìn nó rất hoành tráng, to lắm ạ, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi đây, hai con Baroness giống y chang nhau. Mà tổng thể nhà em là của con này nó 1,090 kg luôn á. Baroness này, hai con giống y như nhau luôn á. Con này cũng vậy, con này là 224, thì con kia nó cũng 224 thôi. Con thì Shibura này, con Shibura thì nó ghi là CM224, mà con Baroness là 274, đúng không ta? Thì có cái mã đây này, model à, hai con này là 224. 224 nhưng mà của Baroness hay là Shibura thì nó giống nhau hết ạ. Đó thì mới về là được hai con nữa, tổng thể nhà em là 3 con luôn này. Con này thì test rồi chạy ok hết rồi đó, tổng thể là 3 con, còn nhiều máy lắm. Rồi có gì em review cho bà con xem sau. À, có con này đặc biệt là con này là chuyên phát rạ đó, người miền Tây người ta thích đó. Con này kéo máy cày tầm 1,200, 1,400 gì cũng được hết á. Còn nếu mà bà con nào mà muốn nối thêm ra một trục nữa vẫn nối ok, là thành 3 lớp gấp lên gấp xuống đó. Con này là rất tuyệt vời luôn. Nối ra là nối nó có sẵn rồi, mình chỉ cần đút cái láp vào, rồi mình thích lúc nào mình gập lên, và không thích thì gập xuống, vậy thôi, đơn giản mà.